Người dân người ta làm mía đây, có phải nhà nó nhìn này. Đó nhỉ. Đấy. Riêng cái bác quân thì mình cái là không bao giờ có một vác luôn nhá, hai vác mà toàn vác bự luôn đấy. Đấy. Trời ơi, người dân làm mía khổ này đấy. Cái việc xuống giá là đấy là việc xuống giá của nhà máy, mình cũng không can thiệp vào được. Thế này, cái ông này hai vác còn lên đỏ mặt mới lên được, cái này có phải đơn giản không? Cá chỉ dấm mè dấm muối, thang cẩn thận đấy nhá. Tí là về tối là bảo cá trồng hành hạ quá là nguy hiểm rồi đấy. Đây là nhìn người ta bốc mía như này mà không phải không? Còn mấy cái thằng bụng to như cái áo xanh kia là bọn này băm không thôi. Xem được mà các chị xem, cứ vào kênh xem luôn. Quan Văn Lực. Vlog Việt Nam nhé. Đấy, bây giờ là ông kia ông bảo thấy mình quay, ông bảo là thôi nặng quá rồi, ông làm vác thôi. Tí là bảo thể hiện. Đứng nhà nó mờ mờ quá. Ồ, cái đấy nhà đấy tham bé phải không? Và hình mà chín đường với tham bé, mà cái này tham bé rồi. Kìa, xuống kìa. Công việc nói cứ nói thôi. Đây đây, đây là tên chùm này là chuyên tìm anh em ấy. Đấy, đánh ít thôi. Đánh nhiều là ngày mai đi bốc mía, 3 ngày nó không đủ giá luôn. Xe mía được bốc tại ngã tư trên đèo Lai. Anh thiếu rượu hay sao mà tự nhiên đi tìm đâu bác vác trong này á? Ôi chắc phải làm một tặng hoa, một cốc mất rồi. Đấy, lại một vác rồi. Lúc nãy còn được hai vác rồi, một vác là sợ nguy rồi. Chiến đường ngoài vào đấy, mày làm ba vác đấy tao mới sợ ấy. Đấy. Quá mới mẹ phú mới lượn hóm vưng vưng mà. Có phá chai miền mới lượn, tỏ men hóm nó, men nó. Yeah, chứ thua bà. Đấy, ớ. Chú bấy có kim thì khác hơn chăng nên nó. Thua rồi. Mấy triệu áo chuyện đơn mới đúng. Thì mình xếp kiểu lúc hiểu không ấy. Chị ơi, chị cảm thấy nào mía mệt không chị ơi? Chị lối này, chị lối này hết hàng người ta, trời ơi. Nói về mía. Nói về mía không được đấy, chị mệt mỏi lắm. Chị lấy tiền của năm ngoái chưa? Hả? Chết rồi. Nhà máy lại nợ rồi. Đây nha các bạn, ông chủ đang ghi anh em danh sách vào xem. Tiền đang ở trên mây, ông chủ bỏ ra thuê này, trời ơi, người dân khổ thế. Có bao đồng lọc lục trong ké lục ra hết để thuê kìa, kìa. Mấy người này họ lấy mấy nghìn vác nhỉ? Đó, bác có đây, mấy nghìn vác đây, thuê bốc này này. 1.000 thôi. 1.000 được, ông chủ kia ông sẽ mất khá nhiều so với đám mía này đấy. Ngồi kìa, nhìn ngồi kìa, ưu tư quá. Chắc phải cho bài hồi tưởng. Con đừng nghĩ. Đấy. Không 1.000 được rồi. Cái này gần mà. Quá, mình làm clip ở trên kênh YouTube mình tiếp bảo bốc mía sướng đấy, sao toàn đường nhựa này có tí mùi đất nào đâu. Alo.
Thơm 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 mà kìa. Ai vợ đi xa mùi thơm quá kìa. Mùa nay mà về hả? Đúng thật mùi mướn nước mũi luôn đấy. Mùi mùi mật. Ở đây mình cứ mùi mía này hôi quá. Tiếp quả thang ác nhỉ. Bố bốc hết chừng luôn. Thì anh Un nghỉ, chờ anh Un bốc đi chặt vào trên, đi chặt vào trên đi xếp luôn. Rồi bốc bằng này mía có phải ít đâu, trời, mấy nghìn vác rồi, mấy trăm vác. Alo mẹ vô la chào cháu ơi. Đúng rồi. Người làm 6 bung mới có được bao nhiêu đấy thôi mà người vác có 60 vác là được hơn cả người làm. Đây là cái ông này nhá, cái ông này phải nhớ ai bốc mía thì nhìn, nhìn cái mặt cái ông này chuyên tổ chức. Tổ bốc vác này. Đấy. Đi ỏng ẻo như con gái này là nguy rồi ấy. Làm người đâu. Làm YouTube mà đây, đây là lên YouTube đây, đang trực tiếp YouTube đấy. Làm hơi vất vả một tí thì tháng được 8 triệu đây. Đây có người comment đây ấy, 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 ấy comment. 8 triệu, 8 triệu. Alo, 8 triệu là thu nhập lớn ở nông thôn mình mà ở nhất ở đây luôn rồi đấy. Thôi tóm lại bây giờ mình xin dừng video rồi, không tí mọi người cứ đọc tháng 80 triệu nữa làm ghê rồi đấy. Kế nha các bác, xe cái điều nhá. Đấy. Đấy nhá. Các vị lãnh đạo mà xem được cái video này các bạn, quý vị các vị lãnh đạo nên nhớ là người dân này làm mía vất vả như này này. Thế mà đầu tư cho nhà máy với đường bình xa không đầu tư nổi nữa. Cách đây hơn 20 năm là người ta dân làm nợ nhà máy mía rồi, bây giờ là dân họ không chơi đâu nhá. Nhà máy mía nợ dân thôi. Trước đây giả gần chết mới hết được, bác đúng phải không? Trước đây làm mía, chẳng nợ nhà máy mía mấy năm không giả được à? Từ khi dân tôi làm mía là dân tôi phát triển hẳn đấy. Lên. Đấy, cứ người tháo rồng là nguồn này 4-6 năm mới giả được. Giả được cái gốc của mía. Đấy, bây giờ mà nhà máy mía quay lại nữa rất là đau khổ. Chú Tuyết ơi, số xe biển số cuối là 21 nhé, đánh ngược lại đi, tôi lại ăn liền. Mạnh ghi mạnh chúng lung túng mất tiền đấy nhá. Đấy, tôi nhớ là tôi lại tất cả vào số vào đây để là phân loại mía. Còn nói là sao? Không trúng được thì thôi, chỉ đường áo ấy nhỉ. Thôi mình xin phép video lại đây nhé. Quý vị thấy nỗi khổ người dân làm mía thì share và comment cho mình nhé. Ngay tại bên dưới video.